Xài dâu 6 kg 100 ngàn à. Xài cũng 6 kg 100 ngàn luôn. Mà đầu tầm sẽ di chuyển từ từ về, chú mình sẽ nắm trở lại nữa rồi tầm như vậy nữa chú. Thì ở trên tàu mình ai khi mà có cao mình vui lòng mình lấy áo phao mình tắt người con của chú rồi để tàu mình chuyển càng cho họ kiểm tra được trước một người trên tàu có mặc áo phao là tàu mới bị phạt nữa chú. Mình giúp cho đồng là mặc áo hết thì coi chú rồi. Bây giờ mình di chuyển về thì mình đi ngược nắng nha, ngược nắng mà cũng hơi gió thì hơi nóng tí là biết, nhưng mà mình phải giữ đồng tàu dùm giúp con cho chú chị, mình giúp mình ngồi chia đồng tàu con tàu cứ bố trí màn sẵn á, mình có nắng thì mình kéo cái màn ra dùm con, mình nắng màu với một bên nha. Giờ phải tạo lên ha, hiện tại tàu là mình như bên trái á, mình bớt bên phải cho hai thành viên đi, hai thành viên nữa là kéo cái màn lên con, để tàu đang di chuyển về mình ngồi, có mà ngồi như nghĩa là rất là nguy hiểm nha.
như là bớt 4 người qua đây một con đi, 4 người qua tàu bên tôi tải giùm con. Con nắng mà kéo mày lại giúp tụi con, để đừng ngồi đi như một bên vậy. Đang là đi chuyển trên sông nước đó, cái đó là mình đang trên bờ đó, mình ngồi như bên là tàu mình dễ chở luôn.